Cân điện tử Javax, xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến top 7 cân điện tử 100kg phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên thì chúng ta nhắc đến hình dáng của cái dòng cân bàn điện tử ha. Để giúp anh chị phân biệt đây là dòng cân bàn điện tử nè. Nó sẽ khác biệt nhiều với những cái dòng cân gọi là cân nông sản hay là cân đĩa hay là cân sàn điện tử chẳng hạn. Và dạng cân bàn điện tử này thì có bao nhiêu loại cân? Có 3 loại anh chị ha. Đầu tiên là cân thông thường, nghĩa là trong sử dụng trong môi trường khô không có chống nước. Loại thứ hai là bàn cân inox bên dưới chống nước chống rỉ. Còn loại thứ ba là cả đầu cân lẫn bàn cân đều chống nước chống rỉ luôn chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào top 7 cân điện tử 100kg phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên là cân điện tử A12 của thương hiệu Yahoo Trung Quốc. Lý do mà chúng ta chọn mua cái dòng cân A12 này. Đầu tiên, Yahoo là một thương hiệu rất nổi tiếng từ Trung Quốc và mã A12 là dòng cân giá rẻ nhất nhưng giá cả rất là phải chăng và tiết kiệm pin nữa. Pin thì mình rất dễ dàng mua và rất dễ thay thế và sử dụng cực kỳ đơn giản. Tiếp theo chúng ta đến dòng cân TB2 cũng của thương hiệu Yahoo Trung Quốc luôn anh chị ạ. Cùng là thương hiệu Yahoo Trung Quốc nhưng cái mã TB này có đáng mua hơn cái dòng cân A12 hay không? Yahoo vẫn là một thương hiệu nổi tiếng từ Trung Quốc anh chị ạ. Nhưng mà dòng cân này có mặt hình LED đỏ rất lớn, gần như lớn nhất của thương hiệu Yahoo. Cho nên đây là một nửa ưu điểm tuyệt vời của dòng cân TB này. Và gần như anh chị nào đang cần một cái màn hình hiện số to, rõ, dễ đọc trong điều kiện tối, thiếu sáng. Hoặc là đặc biệt nhất là khi mà anh chị có mua cân này cho quá trình mua bán hàng hóa thì cái dòng cân TBN này gần như là một sự lựa chọn tốt nhất của anh chị. Vì cái màn hình LED đỏ to rõ thì mình đứng xa cân 5m mình vẫn đọc số được bình thường. Người mua người bán thì không cần đứng quá gần với nhau và có thể dễ dàng đọc số được thì nó rõ ràng hơn. Chung quy lại là so với dòng cân A12 á, mỗi cân có mỗi ưu điểm. Nếu mà anh chị đặt cái mục tiêu là chúng ta cần một cái cân đơn giản và tiết kiệm pin và giá rẻ thì chúng ta cần chọn cái A12 thôi. Còn nếu mà anh chị đặt vấn đề là chúng ta cần một cái cân có cái màn hình LED đỏ lớn nhất, dễ nhìn nhất, đọc số từ xa được thì chúng ta cứ yên tâm chọn cái dòng cân TBE này. Và chúng ta bước sang cái dòng cân thứ ba chị ha, đó là dòng cân JWI 3001. Đài Loan này có khác với China hay không? Một số anh chị cho rằng là Đài Loan cũng Trung Quốc cũng Đài Loan thôi, tất cả đều là Trung Hoa. Nhưng thật ra về những thiết bị điện tử nói chung và cân điện tử nói riêng thì hàng của Đài Loan nó có thương hiệu, nó chất lượng hơn hàng của China rất nhiều. Cho nên là khi mà anh chị đã không thích cái gì của Trung Quốc thì anh chị cứ yên tâm chọn hàng Jadeva Đài Loan này. Tại vì Jadeva gần như là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu chứ không hẳn là mà chỉ bán hàng nội địa hay là những quốc gia lân cận như Việt Nam chẳng hạn. Cho nên là anh chị nào mà không thích Trung Quốc thì cứ yên tâm chọn Jadeva Đài Loan anh chị ha. Và cân này cũng có nhiều chức năng rất là hay ho, đó là cân thiếu đủ thừa chẳng hạn, hoặc là cân gà vịt heo. Thiếu đủ thừa có nghĩa là anh chị cân đóng bao hàng hóa 10kg chẳng hạn thì 9kg nó báo thiếu, 10kg mốt nó báo thừa thì nó báo tích tà, báo thiếu thừa cho anh chị. Hoặc là cân gà vịt heo thì nó cân chốt số, nghĩa là con gà, con vịt, con heo nó đồng đều, nó cục cửa đúng không? Nhưng mà khi mà cái dùng cái cân này, khi mà đặt
gà vịt heo lên mà nó ổn định là nó chốt, là số nó đứng, nó đứng luôn. Cho dù con heo con gà vịt nó có nhún nhảy, có tông lòng đi nữa thì số nó vẫn đứng yên để mình ghi rất là dễ dàng và nhanh chóng. Rồi, đây là những ưu điểm của dòng cân Yadavor Đài Loan anh chị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang cái dòng cân thứ tư, đó dòng cân DE28SS, một mã sản phẩm rất nổi tiếng của thương hiệu DC của Nhật Bản. DC Nhật Bản là một thương hiệu rất đáng tin cậy. Dành cho những anh chị nào mà không thích hàng Đài Loan Trung Quốc thì anh chị cứ chọn DE28SS đi. Một cái mã sản phẩm mà gần như nó bảo chứng cho anh chị về độ bền cũng như là cái hiệu quả sử dụng. Nghĩa là nếu như anh chị cần đến cái chức năng là cân thiếu đủ thừa thì cái cân DE28SS này cũng có. Hoặc là anh chị nào cần đến cái chức năng mà chốt số chống dao động để cân gà vịt heo á thì cân điện tử DE28SS này cũng có luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang dòng cân thứ 5, là dòng cân Ohau T31V của Mỹ. Ohau là một thương hiệu Mỹ rất đáng tin cậy để chọn mua. Và anh chị nào đã từng sử dụng qua Ohau rồi thì khó mà chọn qua những thương hiệu khác. Tại vì niềm tin nó đặt vào Ohau nó gần như là tuyệt đối rồi. Cho nên nếu anh chị nào đang sử dụng Ohau và cần mua một cái cân điện tử mới thì cứ yên tâm chọn Ohau anh chị nhé. Chúng ta đã vừa xem qua 5 cái mẫu cân điện tử trong top 7 cân tử phổ biến nhất. Và 5 cái sản phẩm vừa rồi nói chung một nhóm, đó là cân điện tử thông thường, nghĩa là không có chống nước ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước đến cái hai cái sản phẩm cuối cùng, đó là dòng cân chống nước chống rỉ. Và đây chính là dòng cân thứ 6 ZWI501 của Yadavor Đài Loan. Đây là một mã sản phẩm cân điện tử chống nước chống rỉ, nghĩa là cả đầu cân lẫn bằng cân bên dưới đều chống nước luôn anh chị ha. Và trong hoàn cảnh nào thì anh chị sẽ chọn mua cân điện tử chống nước ZWI501 này? Trong loại giết mổ gia súc gia cầm này, trong những công ty chế biến thủy hải sản này, hay là những công ty chuyên đóng bao phân bón, kể cả phân bón hữu cơ là phân chuồng, thì cân điện tử ZWI này đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng đó. Nghĩa là trong điều kiện đó thì anh chị có thể xịt rửa thoải mái. Và chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong series top 7 cân điện tử 100kg phổ biến nhất. Đó là dòng cân ZWI520 của Yadavor Đài Loan. Đây là một cân điện tử chống nước chống rỉ anh chị ha, nghĩa là cả đầu cân lẫn bàn cân bên dưới đều chống nước tốt. Và so với dòng cân ZWI501 thì ZWI520 này có gì hơn? Cũng là chống nước, cũng sử dụng tốt trong công ty giết mổ gia súc gia cầm, công ty chế biến thủy hải sản hay là đóng bao phân bón. Nghĩa là cân này chúng ta có thể xịt rửa thoải mái. Nhưng mà dòng cân ZWI520 này có màn hình LED đỏ lớn hơn để chúng ta dễ dàng đọc số hơn. Và đặc biệt là những anh chị nào mà quan sát cái số liệu bằng camera thì anh chị cứ yên tâm chọn cái dòng cân ZWI520 này anh chị nhé. Chúng ta đã vừa xem qua top 7 cân điện tử phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Và để xem lại video này trên YouTube thì anh chị gõ cân gia phát top 7 cân điện tử 100kg thì YouTube sẽ hiển thị đúng cái video clip này để anh chị xem lại, hoặc là những cái dòng cân điện tử 100kg anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị muốn tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của những cái dòng cân này thì anh chị sẽ tìm kiếm ở đâu? Anh chị sẽ truy cập đến website là cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. Đây là hai website chính của công ty cân điện tử Phát, có hẳn những cái chuyên mục và cân tử 100kg để anh chị có thể tìm kiếm thông tin cụ thể của từng dòng sản phẩm hoặc là so sánh những cái dòng cân này với nhau anh chị ha. Hoặc là anh chị xem xong video này mà anh chị cần mua cân hoặc là sửa cân điện tử 100kg thì anh chị sẽ liên lạc ở đâu?
À, đơn giản lắm, anh chị chỉ cần là nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số hòa lệ hotline 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833. Đây là hai số điện thoại hotline chính của công ty kênh Tự Do Phát. Sẽ có đội ngũ nhân viên bên kênh Tự Do Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị về báo giá tốt nhất, giao cơ nhanh nhất hoặc là đến sửa cân tận nơi cho anh chị ạ. Và anh chị xem video này trên YouTube thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video mới nhất của kênh Tự Do Phát. Anh chị thấy video clip này hữu ích thì đừng quên chia sẻ với mọi người anh chị nhé. Hoặc là anh chị có thể để lại những lời comment bên dưới video clip này để kênh Điện Tử Do Phát phản hồi lại nhanh nhất anh chị ạ. Kênh Tự Do Phát cảm ơn chị nhiều lắm đã dành thời gian xem trọn video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.